Lô các bác nhá. Em mới đặt mua được cái thùng hàng bên cửa hàng Hoa Lan Duy Phong. Đấy. Thì cái cửa hàng Hoa Lan Duy Phong có kênh YouTube là Hoa Lan Duy Phong anh em ạ. Đấy thì mình mới nhận được hàng lúc nãy xong. Thì bây giờ mình sẽ bóc khui cái hộp hàng này ra để cho anh em xem bên trong hoa như thế nào nhá anh em nhá. Đây thì anh em nhìn này. Trên cái thùng hàng nó đều có gắn cái chữ của Hoa Lan Duy Phong kèm website và số điện thoại. Đấy. Kênh YouTube Duy Phong. Đấy. Thì đóng gói mình qua nhìn qua thì rất cẩn thận. Đây. Xung quanh thì đều có dán cái gì đấy. Cái này là cái cách dùng phun hai đấy. Đây là gọi là hướng dẫn cách dùng phân kích rễ. Đấy. Mình nghe. Vị trí của mình. Ok. Thế bây giờ mình sẽ để máy quay ở kia và mình sẽ đi bóc cái thùng hàng ra cho em xem nhé. Ok, giờ mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nhé. Xem thùng hàng trên mạng thì không lan trên mạng thì nó có vấn đề gì không. Đây, anh em nhìn rất to, đây là 2 cân anh em. Đấy, mình sẽ bóc ra. Cái hoa lan Duy Phong thì mình thấy cũng khá là nổi tiếng mà cũng có vẻ là khá uy tín, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mua anh em. Mình xem cái kênh YouTube của Hoa Lan Duy Phong này cũng lâu lâu rồi. Đấy. Thì các bạn là Duy Phong là bạn ấy cũng mình thấy bạn ấy chia sẻ nhiều cái video mà cũng khá là hay. Kinh nghiệm về cách trồng hoa là cái nào ok. Anh em có thể đến cái kênh YouTube Hoa Lan Duy Phong của bạn ấy xem. Còn mình thì thật sự là mình chẳng quen biết thì bạn ấy đâu. Mình xem với nhau bạn ấy thì mình thấy tin tưởng mình mua thôi. Tại vì cái này mình nghĩ là do đóng hàng, nhưng mà nó
bị dán chặt, nó không chuyển thì nó bị cái này thì phải cắt đi. Ok thì anh ngon tiếp đây là làm gì nhỉ? Cái này thì không sao mà. Cái này thì mình giật nhẹ thôi. Ok thì đây là ba cái chậu lan đen rô lắng của mình đấy. Trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị dập nát như thế này anh em này. Nói chung là cái này thì mình cũng không thể nào mà check được ở bên cửa hàng bán lan rồi anh em ạ. Mình mua ở xa mà vận chuyển 3-4 ngày thì bắt buộc phải đóng hàng. Mình thấy bên cửa hàng đóng hàng như thế này là khá là ok rồi đấy. Nói chung là nhưng mà bị kiểu dập nát như thế này thì cũng là một điều khó tránh, quan trọng là cái mức độ của nó thế nào thôi anh ạ. Thì mua lan trên mạng thì mình phải chấp nhận, đôi khi phải chấp nhận một chút, thế thì mình thích mình chấp nhận thôi. Thì đây là cái lan đen rô lắng tai thỏ anh em nhé, cánh trắng lưỡi hồng đấy. Nó cái khi mình ra hoa ấy, thì cái tai của nó sẽ cong lên như của cái tai thỏ anh ạ. Nhưng mà mình thấy cái cây này thì bé hơn so với cái clip mà mình xem ở trên kênh YouTube Hoa Lan Di Phong ấy. Cũng có thể là nhìn qua hình ảnh thì mình không được thực tế, một khi mình nhận thì nó mình cảm thấy nó bé hơn. Đấy thì lá cây rất là xanh đúng không, được trồng bằng sơ dừa đấy. Bây giờ mình sẽ, nếu mình trồng mình sẽ bóc hết cái sơ dừa ra, mình để lâu vì sợ nó mủng hết anh em nhé. Đấy lá thì rất là xanh tốt. Ok thì cái video tiếp theo thì mình sẽ làm cái trồng cái ba cái chậu vào một chậu một để nó làm thành một cái bụi khổ nha anh em nhé. Ok.